Kính thưa quý vị khán thính giả, khi chúng tôi vạch trần các tội ác của Giáo hội La Mã mà chủ thể pháp lý là Nhà nước Vatican thì nhiều người nhầm lẫn là nói xấu một tôn giáo. Đó là sự đánh tráo khái niệm một cách vô ý thức vì không dám nhìn vào nội dung và bản chất của sự việc. Tội ác của tập đoàn Vatican trong hình thức Giáo hội La Mã không chỉ riêng ở Việt Nam mà có ở khắp thế giới, từ Âu châu sang mỹ châu sang á châu úc châu đâu đâu cũng có gót dày xâm lược của bọn truyền giáo do đó đó là vấn đề lịch sử bản chất là chiến tranh xâm lược mềm chứ không phải là tôn giáo riêng tại việt nam qua thời gian ẩn nhẫn giáo hội la mã đang trở dậy hoành hành khắp mọi mặt trong xã hội hôm nay cũng trong tinh thần và mặt tội ác của giáo hội la mã ở việt nam chúng tôi đọc nguyên văn một trang lịch sử do chính bác hồ chứng kiến trong thời đại của ông ở những lúc khác vì lý do tình thế vô cùng nguy hiểm của đất nước vô cùng cấp bách cụ hồ chí minh đã gác lại đã bỏ qua những mối hiềm khích dân tộc đối với tội ác của giáo hội la mã và tỏ ra hết sức tế nhị với cộng đồng giáo dân của giáo hội la mã để đoàn kết dân tộc do đó những đoạn văn lịch sử này không hề mâu thuẫn với những đoạn văn lịch sử mà bác hồ ngoại giao cho mục tiêu đoàn kết dân tộc nhưng rồi tự thân các chức sắc của giáo hội la mã đã quay mặt với cách mạng như thế nào ai học lịch sử đều biết xin bắt đầu đọc nguyên văn của bác hồ viết năm 1924 uh, trong tập hồ chí minh toàn tập từ trang 442 đến 444 xin bắt đầu đề một là giáo hội bác hồ viết nếu có dân tộc nào phải nhớ ơn chúa và các giáo sĩ thì chính đó là dân tộc anh nam vì chúa và các giáo sĩ mà dân tộc này đã xa vào tình cảnh nô lệ như ngày nay bước đầu khi giúp gia long chiếm lấy ngôi vua vino de behen đã làm hết cách dọn đường cho thực dân cướp nước cho nên để đổi lấy một ít súng ống Y đã bắt Gia Long nhượng cho Pháp những thương cản và quân cản Sau này trở thành những căn cứ xâm lược của Pháp Chính những tên giáo sĩ đã vẽ bản đồ An Nam cho đội quân xâm lược Chính bọn họ đã đưa tin cho gián điệp Dẫn đường cho đội quân Viễn Chinh và tố giác những người yêu nước trong thời chinh chiến ở Bắc Kỳ, nhiều tên giám mục cha cố giải danh đi làm việc thiện đã len lỏi trong dân chúng An Nam do thám phong trào, đánh cắp kế hoạch phòng thủ thành phố và chuyển cho người Pháp. Biết rõ những vùng giàu có nhưng lại phản đối truyền đạo, đôi khi giáo hội cố ý đưa cha cố về, chịu bị ức hiếp để lấy cớ can thiệp và cướp bóc nhân dân. Ở đâu có cuộc nổi dậy, có khởi nghĩa thì nơi đó cha cố biến thành mật thám nhà thờ Chúa biến thành nơi tra khảo. Trong những buổi xưng tội, bọn cha cố chết vấn người dân quê, do nạt hoặc hứa hẹn khôn khéo với họ để lấy tin tức về phong trào và các lãnh tụ. Lễ xưng tội xong, các cha chúng ta bèn chạy đi tố cáo với nhà chức trách Pháp. Về mặt kinh tế cũng như về mặt tinh thần, giáo hội đều tỏ ra rất xứng đáng với Chúa lấy danh nghĩa làm việc thiện người ta tập trung trẻ mồ côi về nhà chung thí cho một bát cơm rồi bắt các em làm việc như tù khổ sai có những cha cố đã bán những em gái mồ côi do họ trông nom cho những tên thích đùi non để lấy tiền tiêu có cha cố tuyển mộ những người thất nghiệp đem đi khai hoang và hứa chia lợi cho họ nhưng khi ruộng đất đã có thu hoạch thì bọn cha cố lại thẳng tay đuổi họ đi. Để bóc lột người bản xứ, giáo hội đã dùng nhiều mánh khóe mà thủ đoạn chính như sau. Trong các cuộc xung đột An Nam và Pháp, thì người An Nam đi lánh nạn phải tản cư sang các tỉnh lân cận. Khi họ trở về làng thì đất đai của họ đã bị chiếm đoạt. Nhân cơ hội loạn lạc, vắng chủ, nhà chung đã cướp cả văn tự lẫn ruộng đất của họ. Những năm mất mùa, nhà chung cho nông dân vay tiền nhưng bắt họ phải đưa ruộng đất bảo đảm. Vì lấy lại cách cổ cho nên đến kỳ hạn người nông dân không trả được nợ, thế là tất cả ruộng nương đều rơi vào tay nhà chung. Những tên quan cai trị thống đốc toàn quyền cũng ít liêm khiết lắm, chỉ cần nắm được ít giấy tờ bí mật về đời tư và có thể chạm đến thanh danh của họ thì nhà chung bèn dùng để làm tiền và đòi hỏi tất cả những điều họ muốn. Vì vậy mà một viên toàn quyền phải nhượng lại cho nhà chung đến 7.000 hecta đất màu mỡ của dân bản xứ. Dân mất quyền sở hữu, bị đuổi đi và buộc phải đi ăn xin. Nhà chung còn mở những công ty có những số vốn khổng lồ để khai thác sinh lợi những đồn điền do chính phủ thuộc địa cho không họ và do con chiên cày cấy không công cho họ. Những đồn điền của tòa thánh có lúc dùng tới 6 bảy nghìn nô lệ bản xứ. Riêng ở Đông Dương, giáo hội đã chiếm mất một phần năm ruộng đất và ở Cao Miên đến một phần ba. Đại tá Bẹt Na viết, những điều mà người thực dân phải dựa vào nhà nước mới làm được Thì người giáo sĩ vẫn làm được cả bất chấp nhà nước Bên cạnh lãnh địa của người chủ đồn điền Xuất hiện lãnh địa của nhà chung Rồi đây không còn rẻo đất nào cho người An Nam cư trú Trồng trọt và sinh sống nữa Nếu họ không cam chịu sống kiếp nông nô Kính thưa quý vị, trang lịch sử do bác Hồ kể lại đó ít khi được nhắc lại cũng như bác hồ đã từng gác lại để lo việc cấp bách hơn nhưng đất nước ta mãi mãi phải biết bài học này vì đó là kinh nghiệm xương máu cho hiện tại và tương lai của đất nước cảm ơn quý vị đã cố gắng lắng nghe xin hẹn lần sau